Hello các bạn nha, hôm nay thì mình sẽ không gọi là chế tạo đồ chơi nữa mà mình hôm nay sẽ đi cắt cỏ các bạn nha. Mình sẽ làm nông dân đó các bạn này. Đó, sau lưng mình này cỏ quá trời luôn các bạn. Rồi các bạn biết sao không? Người ta trồng cây thì nó không có lên, nhưng mà sao cỏ không có trồng mà nó lên ta? Đó, nên là hôm nay mình sẽ quyết định là tiêu diệt đó nha. Nhưng mà đây các bạn này, mình vừa mượn được một cái này không biết cái gọi là cái gì nữa các bạn ơi. Nó nặng lắm luôn á, cái này gọi là cái máy phát cỏ. Nhưng mà thường thường là cái máy phát cỏ nó nhỏ lắm, mà lần này nè nó to kinh khủng các bạn ơi. Cái này mình vác nặng ơi là nặng luôn, không biết cái này lát nữa là mình vác nó hay là nó vác mình nữa các bạn. Nó lát nữa bật lên là quay rất là nặng luôn nha. Đây hôm nay mình sẽ giới thiệu trang phục của mình cho các bạn xem nha. Đó, hôm nay là gọi là đi biểu diễn thời trang các bạn nha, phải đeo theo kính này đó, thấy không? Cái thời trang này gọi là nó đẹp hơn cả thời trang thường ngày của mình các bạn. Đó, thời trang đi làm đẹp hơn thời trang thường ngày nha. Đây ảo này đó, ảo thời trang fashion của mẹ mình các bạn nha. Đó. Mẹ mình mới cho mình mượn. Đây phát cỏ là mình phải kèm theo, đây là khẩu trang các bạn nha. Để tránh cái tình trạng mũi nó bay bụi nó bay vào mũi các bạn. Đó, nói chung là hôm nay là làm ấy nha. Làm nông dân các bạn nha, khổ lắm. Đó, bỏ nghề YouTube rồi, giờ chuyển sang làm nông dân nha. Rồi bây giờ mình sẽ nổ cái máy này lên cho các bạn xem nha. Đây ở đây có một cái gọi là cái bơm xăng các bạn này. Đây cái nút này là nút bơm xăng này, mình sẽ ấn lên đây để bơm xăng lên các bạn. Đó, để khởi động nha. Ở như này là ok rồi này. Ở đây còn một cái e các bạn này, mình kéo cái e này lên. Đó, sau vị này còn cái dây giật này. Đó, cái dây giật nha. Đó, bây giờ mình giật cho các bạn xem nha. Đây. Đó, nó nổ các bạn này. Đó, các bạn thấy không? Nè, khỏi nó lên quá trời luôn này. Đó. Wow. Khỏi nó lên quá trời luôn các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ phát thử nha. Wow. Đã quá các bạn ơi. Wow, các bạn biết sao không? Mình nghe cái tiếng á, mình nghe cái tiếng nó bật của cái cỏ các bạn. Nghe phê gì luôn các em ơi. Đây này, mình làm lại nha. Nghe đã lắm luôn các bạn. Này, cho bạn nghe nè. Cây cỏ nghe phê gì luôn á. Đây nè, đã quá các bạn ơi. Mệt quá các bạn ơi. Wow, cuối cùng thì mình cũng làm xong cỏ rồi nha. Nhưng mà các bạn biết sao, là khi mà mình cắt cỏ thì bắt đầu mình nghĩ ra các bạn, đó là mình sẽ sử dụng làm một ý tưởng nha. Mình nghĩ ra một ý tưởng đó là mình sẽ sử dụng cái máy cắt cỏ này mình cắt những cái loại trái cây các bạn ơi. Đó, giống như là trong vườn mình là cỏ mít nè, cỏ trái mướp nè, thanh long nè. Đó, thì mình sẽ cắt những cái trái đó xem thì cái sức mạnh của cái cây phát cỏ này như nào các bạn nha. Thường thường là trên game là chém đúng không, chém trái cây, bây giờ mình gọi là phát trái cây luôn các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi hại mấy cái trái đó để thực hiện clip luôn nha các bạn nha. Wow, nó bò ra nữa nè. Nó chạm kiểu giống như cái dao chạm đó các bạn. Ok không? Rồi bây giờ tiếp theo thì mình sẽ cho quả mít lên các bạn nha. Đó, mình vừa hại được quả mít này. Quả mít này thì nó cứng thì không biết chạm như nào đây. Đây mình sẽ treo quả mít lên. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chạm quả mít nha. Đó. Wow. Đó các bạn ơi, quả mít đứt làm hai luôn nha. Nè, cuốn đi đường cuốn nè, trải đi đường trải này. Nhưng mà các bạn xem đi trải mít nè. Đó, tè le sơ mít luôn các bạn ơi. Cái này gọi là tè le sơ mướp, nhưng mà tên này là quả mít nên mình đọc là tè le sơ mít cho các bạn nha. Đó, thấy không?
công nhận cái mảng mắc cỏ này hơi bị lợi hại luôn nha. Thì còn lại thì mình sẽ kết thúc clip này luôn các bạn nha. Tại vì ngày hôm nay là mình phải làm nông dân, mình phải phát cỏ đây các bạn này, không phát là bị mẹ mình là cho ăn đòn đó. Nên là mình cũng còn ý tưởng gì để làm hết ngày hôm nay hết. Nên là mình tận dụng ngày hôm nay các bạn này, còn cái mảng có cỏ thì mình thử chạm những ngày luôn. Ở nếu các bạn mà yêu thích những cái ý tưởng ngỡ ngẩn này của mình này thì hãy để lại cho mình một like nha. Và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình các bạn nha. À, mình khuyến cáo là các bạn không nên làm theo nha. Cái này chỉ là dành cho những người chuyên nghiệp như mình thôi các bạn nha. Còn bây giờ mình xin chào nha. Bye bye.